Rồi ok, hello anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với DTN Gamer cũng như là DTN Gamer Online em nhé. Và hôm nay thì uh, có một bạn kêu mình review cái nick gọi là kỳ sĩ hắc ám. Thì uh, đây là một lối build gọi là có lối build gọi là trung bình người già, trung bình người chơi chiến binh, tức là sắc thương xoay và đặc biệt là build rất là to. Được chưa anh em? Thì cái con này có một điểm đặc biệt á là khi mà mình ghi sát thương hắc ám thì nó sẽ gây sát thương vật lý và ghi sát thương vật lý là gây sát thương ám. Nó có một điểm thú vị đó là cái 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 chiêu thức ở giữa cuối này đó thì nó sẽ như vậy được chưa anh em nên là mình có thể gây một lúc hai loại sát thương cùng lúc nên nó dẫn đến tình trạng là đau rất là to bây giờ thì mình sẽ test thử cho anh em xem nha thì hôm qua mình đã lên cái lối build gọi là xoay rìu rồi bây giờ thì thử cái lối build này xem thực sự có mạnh hay không trước mắt thì mình sẽ xoay bình thường nha thì anh em thấy đây mình xoay bình thường thì nó sẽ lên khoảng mười uh, 13M, 14M có thể lên 15, 16, 17 m tại vì nó có một cái điểm rất là hay đó chính là khi mà mình đánh á, tăng bức xạ thì nó sẽ lên lên sát thương nữa đặc biệt là khi mà đánh quái thì nó còn mạnh hơn nữa và nên thấy xoay cơ bản thì nó sẽ là 15 m dps và nếu như mình kết hợp chung với lại cái chiêu này này mình mất máu và cái sát thương thì nó sẽ lên được khoảng 24, 25, 26, 27 m thậm chí có thể nhiều hơn nhưng mà cơ bản thì anh em biết là lối bill này hoàn toàn có thể sử dụng được và sát thương sẽ rất là to được chưa anh em đấy rất là to ha rồi cái tôi biết cơ bản là 21 mà đi sau đó thì nếu giờ mình thích thì mình có thể bút thêm một cái kiếm khi để kiếm khi này là tăng sát thương một lý và sát thương thêm và sát thương một lý bình thường ha nên anh em có thể tham khảo bây giờ mình sẽ quay thử nè Rồi như anh em thấy đây thì mình xoay có thể lên 26 m mà hồi nãy cái lúc mình quay được ba mấy m luôn thì nói chung là sát thương nó có thể nhiều hơn nữa mà tầm này thì cũng là nhiều rồi ok rồi Bây giờ thì chắc là mình sẽ review nhanh về những chỉ số nhé. À, trước mắt về bet, bet thì mình sẽ sử dụng bet ám có hai cái à, đồ hắc khuyển để tăng tỷ lệ bạo kích cho cho nhân vật chủ. Tiếp theo thì sẽ là cổ vũ tăng kháng đi búp và tốc độ di chuyển. Cái này là bạn dùng để đi lên tháp cao á. Chứ nếu không thì thông thường thì mình sẽ dùng cái tốc độ đánh, tốc độ tấn công, tốc độ dùng sức á thì mình sẽ cần thêm sát thương nữa ha. Nó tăng thế này cũng ok rồi. Búp này thì nó sẽ tăng sát thương hắc ám thêm và sát thương hắc ám 20%. Rồi cho anh em? Đây là con giả sát. Con này thì anh em nào chơi hệ hắc ám thì chơi con này khá ok. Được chưa anh em? Đấy. Rồi, tiếp theo về mặt duyên phận, duyên phận thì mình nói nhanh qua tiêm phát thần lực, tiêm phát thần lực à, uh, cộng 150 sức mạnh nha anh em. Ba hồn khắc kỳ sĩ để lấy 33% xác suất mức máu. Rồi hồn V4RK01 thì cái này là nó sẽ gây thêm cho anh em sát thương đóng băng, sát thương ám và nó cộng tối đa 64 lần. Anh em có nói năm nhưng cho 64 lần thì nó khoảng là 300 300% sát thương ám khá là nhiều và càng xoay thì càng mạnh được chưa anh em đó, cái duyên này khá là hay ha tiếp theo ba đầu đánh gấp đôi chắc chắn rồi anh em xoay chạm gió lóc thì nó là sát thương vật lý thì chúng ta sẽ cần cái đoạn đánh gấp đôi này ít hai sát thương và ba khuyết tán giúp cho chữ thức to hơn ở đây ba dòng tố để giúp tăng cái khả năng gọi là gây sát thương của nó ví dụ như là cái khoảng cách giữa hai lần gây sát thương ấy, nó sẽ nhanh hơn và tất nhiên rồi nếu mà muốn mạnh nữa thì chúng ta thêm một cái dòng tố hát tầng thế này là cơ bản của những người build gọi là uh, dòng chiến binh dòng xoay ha chạm gió lốc ha thì nó sẽ nhận được như vậy một hấp thụ để tăng thêm cái khả năng hồi phục tiếp theo là khuếch tán hắc thần để giúp to ra và bảo tố hội tụ bảo tố hội tụ thì ở đây là bạn dính cái dây chuyền lực bảo tố hội tụ nên là bạn tận dụng luôn để gây thêm sát thương nữa và bạn đang có hai cái khuếch tán đó là ba khuếch tán thường và một cái tán hắc thần thì bạn có thể lấy thêm cái này để lấy bù sát thương tuy nhiên nó sẽ nhỏ là một chút và trong phạm vi thì mình vẫn chơi được ở đây thì mình sẽ có hai chiêu sức mạnh để tăng lên sức mạnh hai mươi và hai giáp nặng để lấy giải sát thương mà khánh đi lùi Ok thì về nhân phần anh em thấy cũng không có gì đặc biệt tại vì cơ bản đây là cái bill hoàn chỉnh của một cái con chiến binh rồi ha thì khác biệt là đây bạn có bảo tố tụ để gây nên sát thương và ngoài ra thì một cái duyên mới đó chính là cái duyên của bốt hồn v 4 rk 01 thì cái này nó sẽ giúp cho anh em gây thêm sát thương và tích tắc liên tục được chưa anh em đó càng nhiều thì anh em sẽ càng mạnh ha và đồ thì anh em thấy là bạn đã cộng 10 hoàn toàn rồi được chưa anh em sẽ kinh đẹp các kiểu thứ nữa đó, đã đẹp mà còn mạnh nữa cộng cái kiểu cày ác thật sự bạn này thì lúc trước là mình kéo level nè, đó có những kèo kéo, kéo level mà bạn ấy cày ác thật. đồ khá đẹp tí mình sẽ nói về đồ sau, bây giờ mình sẽ nói về mặt gọi là kỹ năng, mặt kỹ năng thì mình sẽ tăng bốn chiến ý thôi, bốn chiến ý, 3 điểm lướt hơi nhiều nha, 4 điểm hào quang tấn công, 4 gió lốc chạm, đặc biệt ở đây em chú ý là gió lốc chạm ở đây bạn ấy có bốn cái điểm, từ giờ nè, bốn điểm cực kỳ mạnh luôn, tại vì bạn ấy thì có một chiếc còn ba và một cái món đồ bạn draw ra chạm gió lốc còn một khá đẹp và tiếp theo là chiến đấu cùng nhiệt mình sẽ luôn luôn có chiến ý và mình sẽ được thêm tốc độ tấn công tốc độ di chuyển thì cái này nó sẽ giúp cho anh em tăng tốc độ tấn công và lúc mà anh em đi map nó sẽ nhanh hơn tuy nhiên cái chiêu rất hay mana nha anh em không giải quyết được vấn đề mana thì có thể là chiêu này sẽ tụt hết mana của anh em nhưng mà mùa này thì không sao mùa này thoải mái về bản hắc ám thì chúng ta sẽ tăng bốn trốn vào hư không bốn hào quang tinh tú và hai chiêu hắc ám dù dỗ chiêu này nếu như mà bạn ấy bỏ bớt cái lướt bạn có thể tăng mát chiêu này cũng được chiêu này nó sẽ giúp cho bạn gây được rất nhiều sát thương nha có lẽ nhiều sát thương hơn để bạn tăng mát chiêu này bạn chính thì bạn sẽ tăng mát cái bốn cái bốn điểm mà chiến ý đậm máu thì khi mà anh em đi kèm chiến ý thì tốc độ tấn công nó sẽ tăng lên và khi tăng lên thì anh em sẽ tiếp tục mạnh hơn nữa được chưa nè nó nghĩa là tăng giới hạn của chiến ý á. rồi tiếp theo là bốn chiến giáp dũng cảm thì chiêu này giúp anh em giáp sát thương và một chiêu rất quan trọng ở trong cái lối build này đó chính là cái chiêu này này nè thay thế hắc ám ví dụ như anh em có điều kiện anh em có thể búp cái chiêu này lên giúp mạnh lên cũng được tại vì chiêu này thực sự mà nó rất là ngon tại vì á nó có thể tăng thêm sát thương cho anh em Rồi một trăm năm mươi sát thương toàn bộ và giảm cái sát thương toàn bộ của những cái quái vật xung quanh nữa được cho anh em vừa bảo vệ anh em vừa vừa sát thương cho anh em rất là ngon và cuối cùng thì đó là bốn điểm và chiến chiến kiểu bóng tối thì đây là cái chiêu cũng khá quan trọng ha mình sẽ gây thêm sát thương cho anh em đổi sát thương đổi qua đổi lại nói chung là cứ mát thôi đấy thấy nếu này bạn cũng đã leo lên hồng ngọc rồi mà máu của bạn là 10 k hình như là bạn tăng full sức mạnh này và hiện tại là bạn ở 255 tầng cây xỉa ám hồng ngọc 60 cộng 87 cây khá là ác ha cây khá là ác thật sự ác đấy đồ thì bạn ấy cũng đã cộng 10 hết rồi cộng 10 S10 đây đây là một cái dây chuyền có thể nói là rất là ngon lực bảo tố hồi tụ u mà bên đây là bạn chơi thuần túy luôn anh em Đó, lá cờ màu xanh là thùng túy nè đấy bảo tố hồi tụ hắc thần lên để tham vọng lấy thêm sát thương một chiêu sức mạnh ở đây thì có giảm sát thương hồi chiêu sức mạnh nhanh nhạy sức mạnh 8 phần trăm nói chung ở đây em để lấy sắc thương toàn bộ 32 trăm lực công 50 có thể nói là một cái chuyện cực kỳ đẹp thì anh em nếu mà muốn roll, thì này em tập trung vào cái gọi là nhanh nhạy và vào cái sức mạnh phần trăm này cũng ngon nè à, sắc thương toàn bộ và lực công hoặc là sắc thông thường sắc thương lý nó còn mạnh nữa được chưa anh em còn cái dòng nhanh nhạy 16 phần trăm chắc đẹp quá không để lại luôn còn ví dụ như muốn roll đó bạn có thể roll thêm dòng giảm sát thương và dòng sức mạnh nữa thì nói chung là cái con này nó còn xoay mạnh hơn nữa ha có thể mạnh hơn nữa được chưa, em một cái nón sắc thương lửa chứa lực sắc thương tia chớp nón này thì nó không liên quan lắm nhưng mà ở dưới thì nó có dòng sắc thương ám ba trăm nói chung mình mình thấy là đồ của bạn còn có thể làm mạnh hơn nữa nếu bạn thích rồi về áo áo thì sẽ là sắc thương thường và mười trăm đây đặc biệt là anh em thấy là cấp kỹ năng chiến binh gió lốc chạm cộng một cực kỳ mạnh luôn em cộng một rất là hiếm và mạnh hb mỗi cấp bị hai giúp cho anh em có nhiều máu và sắc thương ám còn ba chục sức mạnh nên nhà nên mấy này bình thường kê vũ khí đi cây vũ khí thì nó có sát thương thường sát thương thường sát thương vật lý á sát thương bộ hộ chiêu sát thương vật lý thêm đấy nói chung là hoàn hảo rồi sát thương hắc ám thêm mà còn có cả sát thương vật lý thêm nữa được chưa anh em và nếu như muốn thì dọc hồi chiêu này chúng ta có thể lấy thêm sát thương hát ám tại vì ở đây chúng ta chưa có sát thương hắc ám ở trên để nó mạnh hơn cũng được ở dưới đây thì có tốc độ tấn công 24 khá ngon và chỉ có một dòng hơi thừa đó là sát thương toàn bộ chiều khoảng 30 trăm thì cái này nó thừa cái dòng dưới thừa nha em rồi về mặt dày Dày thì sức mạnh nhanh nhẹn tốc độ di chuyển Dày thì bình thường ha Dày bình thường, dày không có gì đặc biệt Ngoài cái con chip gió lốc uh, tầng 5, Và thậm chí là đồ này là đồ chi tiết vàng luôn Thì nó cũng không mấy đặc biệt Rồi tiếp theo là cái nhẫn Cái nhẫn cái nhẫn thì nó gọi là cầm tay nè Sắc thương lệnh chúa 30% là sắc thương đánh bốt và sát thương toàn bộ, sát thương khắc ám, wow, quá hai dòng dưới chất lượng nè, em, hai dòng dưới chất lượng quá, sát thương bộ và sát thương ám quá chất lượng, ok, đặc biệt nó có dòng sức mạnh 16 nữa, đánh bốt cũng ngon, OK, đó là những mặt kỹ năng này đó của bạn này. Để xem bạn ấy còn có điểm um, kỹ năng của uh, điểm đỉnh cao. Đầu tiên là khôi phục HB, thứ hai là mất HB để gây sát thương vào. Wow. Cái này thì rất là ngon anh em nhé. Nếu anh em phục hồi được HB thì anh em chỉ cần giảm HB đi để anh em mạnh hơn. Rồi sát thương tăng cộng dụng ba lần gây sát thương sẽ tăng sát thương tướng công thường nhiều lần. OK, cái này thì rất là ngon ha. Này hợp quá hợp với con này rồi. kế tiếp loại giáp phản ứng thì cản đòn. OK và cái cuối cùng tăng mạnh sát thương và sát thương phải chịu à mình ăn đòn nhiều hơn nhưng mà sát thương mình tăng ba trăm OK được chưa nè tăng vào điểm sức mạnh nhiều ha rồi bây giờ thì chắc là mình sẽ đến với cái bút van kill à, sau đó thì mình đánh một tầng thử nha tầng hai trăm năm mươi sáu tầng con tổ lan à cũng hơi mệt mỏi đây đây thì ở đây xoay thì bạn ấy sử dụng sứ giả địa ngục hút HP của cái địch à, tăng khả năng hút HP cái chiêu này cái chiêu này là thay thế ác ám khu vực đôi thần và lướt là ảo ảnh anh linh ok rồi thì uh, để xem nào còn thiếu cái gì không nhỉ à chip đi ha chip đi mất công nó chip chip thì dùng hàng chiếu liệt quyền liệt hồn liệt hồn liệt hồn liệt quyền gì tiếp theo là hai liệt hồn luôn ha hai liệt hồn luôn nhẫn thì là gió lốc giảm à, giày gió lốc giảm nón thì là hào quang tinh tú tăng thêm sát thương ác ám và hào quang siêu tấn công của chiến binh thì cái này là búp tăng sát thương vật lý và cái vũ khí thì nó sẽ là chip 7 đòn đánh gấp đôi wow quên mất nhà bạn có một cái chip 7 đòn đánh gấp đôi vậy là bạn sẽ được ba trong tố ba đòn đánh gấp đôi ba hồn có thầy sĩ wow vậy là bill này là bill trong truyền thuyết rồi bill này là bill trong truyền thuyết rồi anh em bill này là bill mà mình dự định bill mùa này nè một cây vũ khí nó sẽ có đủ ba duyên ở đây mình review lại cho anh em xem nha đây là bill trong truyền thuyết rồi anh em thấy là một cây vũ khí mang vào nó sẽ có ba duyên này đó ok chưa Ôi bạn này bạn này có dùng thế lực hắc áo không đấy sao mà có thể vẽ đồ đẹp như vậy được nhỉ thế lực hát áo rồi rồi ok được chưa anh em rồi bây giờ đánh từng bang trong trả nít ha nói chung là lối biêu này thì anh em cũng quá quen thuộc rồi chỉ có điều là độ bạn Ron đẹp quá thì bạn nhìn nhiều khi nó bị ảo mang canada quá thôi ha? bây giờ thì mình sẽ búp tất cả mọi thứ lên sau đó thì mình sẽ đánh thử một tầng 200 trăm ờ, mình nhảy chắc cũng nhanh thôi nhanh thôi nhanh thôi ô chết rồi mình chưa chỉnh chip rồi ở đây thì mình nên chụp chip ở đây bạn có hai cái liệp hồn là mình sẽ chơi tức tay được ăn cả nghĩa mà mo luôn rồi mặt sát thương thì mình cũng không có lo tại vì con này nó có giảm sát thương máu nhiều chắc là mình cũng sẽ gọi nhiều quái đánh cho nó lẹ ha còn nếu mà chết thì tại mình ngu thôi <laughs> tầng này thì sát thương của mình vẫn là quá là bình thường anh em quá là nhiều rồi mình để mình để hiển thị số màu tím lên đó để cho anh em nhìn thấy cho nó đẹp á ra là nếu như máy yếu thì nó sẽ hơi lắc một chút nhưng mà không sao ở đây thì mình sẽ ảo ma Canada tí cho anh em nhìn thấy những chỉ số tuyệt đẹp. Nói chung là máy anh em mà mướt mướt thì anh em cũng nên chỉnh thiệt tỷ chỉ số nhìn nó đã mắt lắm. Sắc thương ám cái màu nó cũng với mình thì nó khá là dễ chịu, khá là dễ chịu. Đây thì anh em có thể lướt qua lướt lại để có thể gây thêm sắc thương. Ở đây mình không nên tắt chiều này. Tắt chiều này để giúp mình nó cơ động nên là mình cứ để thôi. Tí nữa mình sẽ nói về vấn đề mana tại sao bạn không hút mana, mình cũng hơi ảo đấy, thực sự mà nói hơi ảo đấy. như à đúng rồi, hình như bạn có hút mana thì Bạn đúng không? Tôi mình chết lại nha, tôi mình chết lại nha. Đấy, anh, anh em thấy hồi này cái cây mana của mình mới bị tụt xuống cái hồi lại không? À, nhớ nhớ là đang chơi đánh theo uh, mình mất bùn trăm máu để xoay kỹ năng nên lúc nào mà có mục tiêu anh em mới xoay. Nếu mà anh em xoay ví dụ anh em xoay không có mục tiêu, ví dụ anh em thay nè, anh xem có mục tiêu là anh em sẽ mất máu rất là nhiều ha. Thay vì thế thì anh em thấy mục tiêu anh em phải xoay. giờ anh em không nước thiết mà xoay nhiều. Lướt thêm này để thêm được cơ động và cũng như là tiếp cận mục tiêu. Rồi với cái tầm một khách tán với tầm ba khách tán này thì đánh bốt cũng cẩn thận một chút một số con bốt thì anh em phải cẩn thận ha đây thì chúng ta sẽ có con tổ lan mình sẽ gọi thử hai con đệ ra luôn là mình đánh được rồi ok không wow đàm quá to sót bốt chết tại chỗ anh em quá dữ quá dữ quá dữ tất nhiên là tầng 255 chưa phải là giới hạn của bạn nếu như bạn muốn leo ha bạn muốn leo và sẽ leo được nữa tại vì cái lượng sát thương to như thế này hoàn toàn có thể quan sát những con bốt được cơ bản là cái chip liệt hồn á mình phụ thuộc vào cái việc là sát thương mình dồn ngay lập tức tốt thì mình sẽ lợi thế còn nếu như mà anh em dục chiếc liên hồ mà đau anh em lỏ đánh từ từ ấy, thì nó sẽ dẫn đến tình trạng anh em dễ bị sốc chết ha nhưng mà cái bill này của bạn là xoay mà đến hai mươi m đi bé là rất là nhiều anh em có thể là nhiều nhất từ trước đến giờ mình thật biết luôn mình mới lên clip bill lãnh chúa có có 10 m 8 m thôi mình đã thấy ảo ma canada là qua cái đích này và quất cho một phát mấy chục m ác vãi trưởng rồi đây là một lối bill thì có lẽ nè nếu như anh em nhìn thì có vẻ là nó sẽ không được gọi là hào nhoáng không có gì mới mẻ tuy nhiên là lối build này mình chắc chắn với anh em hiệu quả chơi ổn định và cũng là một lối build người già anh em nên biết và trải nghiệm OK rồi chắc là hẹn gặp lại anh em các video sau nhé Cảm ơn bạn sói nha Cảm ơn bạn Tiểu Mimi My nhé một cái bạn khá đầu tư đấy Kinh cũng khá đẹp ở đây thì bạn ấy còn dư một cục đá <laughs> thôi chắc hẹn gặp lại anh em trong các video sau nhé Cảm ơn theo dõi Bye Bye